Xin chào các bạn đang theo dõi Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain, được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Thế giới chúng ta đang sống đổi thay liên tục, muốn môi trường kết nối trong hệ sinh thái số. Hãy cập nhật thông tin về tiền số hóa và công nghệ blockchain để bắt kịp xu hướng thời đại. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain. Xin chào các bạn đang theo dõi Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain, được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tôi là Hali, sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày 31 tháng 5 hôm nay. Hãy cùng tôi điểm qua các tin chính về thị trường chứng khoán và tiền mã hóa trong 24 giờ qua. Cập nhật dữ liệu cổ phiếu công ty cổ phần Thai Holding. Bảo hiểm quân đội có xu hướng tăng nhanh từ giữa tháng 5. Tình hình biến động cổ phiếu MB Bank. Cổ phiếu nằm sàn, chủ tịch cổ đông lớn Yeoan cùng tháo chạy. Ngân hàng Techcombank 5 năm liên tiếp phát hành cổ phiếu ESOP, không chia cổ tức. Founder của Shiba Inu gây chú ý cộng đồng đầu tư bằng cách biến mất. Bước tiến mới của Prada trong chiến lược phát triển web 3.0. Sau đây là một số tin đáng chú ý về thị trường chứng khoán. Mở đầu bản tin là thông tin về cổ phiếu công ty cổ phần Thai Holdings, mã cổ phiếu THD mà Skyverse TV đã phân tích trong video ngày 20 tháng 5. Các bạn có thể bấm vào link để cập nhật chi tiết thông tin dữ liệu về cổ phiếu mã THD này. Đúng như những gì chúng tôi đã phân tích vào ngày 20 tháng 5, cổ phiếu của Thai Holdings đang có xu hướng đạt đến vùng dữ liệu giảm. Hiện tại, dữ liệu đặt quanh vùng 48.600 và đi đến vùng kỳ vọng của Skyverse TV là khoảng 43.000 trên một cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tránh vội vàng đưa ra quyết định ở thời điểm này. Hãy theo dõi Skyverse TV để cập nhật thêm về biến động của giá cổ phiếu mã THD và có những bước đi đúng đắn. Thưa các bạn, theo báo cáo của Stockbiz, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội hiện đang nắm giữ thị phần đứng top 6 thị trường, khẳng định là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp này hiện có hơn 100 sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp với thị trường trong nước và thông lệ quốc tế. Hãy cùng Skyverse TV phân tích về xu hướng giá cả mã cổ phiếu MIG của bảo hiểm quân đội này. Kể từ giữa tháng 5, giá cổ phiếu của bảo hiểm quân đội đang cho thấy xu hướng tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, giá cổ phiếu MIG tăng nhẹ gần 2,5%, đạt 28.800 đồng trên một cổ phiếu. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, cổ phiếu này sẽ chứng kiến đợt giảm giá nhẹ xuống quanh vùng 25.200 đồng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin khi giá cổ phiếu bảo hiểm quân đội chạm vùng đã đề cập. Được biết, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội lần đầu tiên phát hành cổ phiếu vào ngày 21 tháng 1 năm 2021 với giá tham chiếu là 15.550 đồng một cổ phiếu. Hiện doanh nghiệp này đang có vốn hóa thị trường hơn 4,1 nghìn tỷ đồng với 143 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trước bối cảnh thị trường biến động do Covid-19, bảo hiểm quân đội đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý và được vinh danh trong bảng xếp hạng trong top những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021. Cách đây 2 tuần, theo báo cáo của bảo hiểm quân đội về tình hình hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 14,2%, còn lợi nhuận trước thuế hoàn thành 17,9% kế hoạch cả năm. Tiếp theo cũng là một thông tin về mã ngành quân đội. Tôi đang nói đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, mã cổ phiếu MBB, top 10 ngân hàng uy tín nhất ở Việt Nam. Mã cổ phiếu của MB Bank hiện là một trong những mã được săn đón nhiều nhất trên các sàn chứng khoán bởi nhiều đợt tăng giá mạnh trong thời gian qua. Vậy liệu mã cổ phiếu này có phải là một trong những cơ hội đầu tư tốt nhất hay không? Hãy cùng chúng tôi xem xét biến động giá cổ phiếu MBB trong thời gian qua để có được câu trả lời. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, giá cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, mã cổ phiếu MBB đã tăng 0,36% so với ngày trước đó, đạt 28.100 đồng. Qua sát đồ thị đang hiển thị trên màn hình, có thể thấy dữ liệu MB Bank đang cho thấy một lực phục hồi khoảng 10,3%. Chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu MB Bank sẽ tăng trong thời gian tới, đạt quanh vùng 31.300 đồng. Được biết, ngân hàng MB luôn nằm trong top những ngân hàng uy tín ở Việt Nam, hiện nay có sự cạnh tranh mạnh mẽ với các ngân hàng top đầu. Có thể thấy rõ chiến lược phát triển tập trung vào số hóa hoạt động ngân hàng. Ngân hàng quân đội đã và đang chứng tỏ được tiềm năng tăng trưởng về dài hạn để thu hút các nhà đầu tư.
Nóng nhất trong 24 giờ qua là thông tin về mã cổ phiếu IEG của công ty cổ phần tập đoàn Yeoan, từng được mệnh danh là kỳ lân startup, doanh nghiệp truyền thông đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam và gây tiếng vang với mức giá chào sàn 250.000 đồng trên một cổ phiếu. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, vừa qua lần lượt lãnh đạo cao nhất và cổ đông lớn nhất tại Yeoan đã liên tục bán ra cổ phiếu dù giá đã giảm mạnh. Giờ đây, Yeoan được ví như một con thuyền không biến. Hãy cùng Skyverse TV phân tích và xem tình hình đường giá mã cổ phiếu Yeoan sẽ lạc trôi về đâu trong thời gian sắp tới. Theo quan sát khung 1D, kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, cổ phiếu IEG ghi nhận xu hướng tăng và đạt quanh vùng 17.350 đồng trên một cổ phiếu. Dữ liệu này cho thấy mã IEG sẽ có một nhịp hồi nhẹ quanh vùng 20.900 đồng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên FOMO giao dịch trong thời điểm này mà cần phải theo dõi quan sát thêm. Khi dữ liệu đạt đến vùng phân tích, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin cho các nhà đầu tư cùng nắm bắt theo dõi. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, mã cổ phiếu TCB, được biết đến là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam khi liên tục nâng cao giá trị doanh nghiệp nói chung, giá trị cổ phiếu TCB nói riêng. Được biết, trong năm 2022, Techcombank có kế hoạch tiếp tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, gọi là ESOP. Thế nhưng nhiều năm qua, họ vẫn kiên quyết nói không với cổ tức. Hãy cùng chúng tôi điểm qua biến động giá cổ phiếu này để xem các thông tin trên có ảnh hưởng gì đến mã cổ phiếu TCB hay không. Từ đồ thị chúng ta có thể quan sát thấy, kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 5, giá TCB đạt quanh vùng 37.750. Theo quan sát từ Skyverse TV, dữ liệu TCB sẽ tăng lên vùng kháng cự quanh vùng 47.000. Khi dữ liệu đạt đến vùng 47.000, giá cả sẽ ghi nhận một sự biến động rõ ràng. Tiếp theo sau đây là các tin tức nổi bật của thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua. Xuất hiện để gây chú ý thì xưa rồi, founder meme coin Shiba Inu không làm thế. Ông chọn cách biến mất để gây chú ý. Vâng, người thành công luôn có lối đi riêng. Và lối đi này của ông làm cộng đồng đầu tư Shiba Inu phải đứng ngồi không yên suốt 24 giờ qua. Mới đây, Ryoshi, người hoặc một nhóm người quản lý trang Twitter của cộng đồng SHIB đã bất ngờ xóa hết tất cả các tweet và bài đăng trên blog Medium. Điều đáng chú ý là tài khoản này hầu như không hoạt động gì kể từ thời điểm này năm ngoái. Tweet cuối cùng của Ryoshi được đăng là vào ngày 29 tháng 5 năm 2021. Nhiều người cho rằng điều này đồng nghĩa với việc các nhà sáng lập đã từ bỏ dự án. Số khác thì suy đoán rằng động thái này là để chuẩn bị cho một bước đi lớn hơn. Trong lúc nhà phát triển hàng đầu của Shiba Inu là Kusama cố gắng trấn an tâm lý của cộng đồng, thì không ít người đã tranh thủ đặt lệnh short cho đồng coin này. Tuy nhiên, chưa ai biết mục đích thực sự của Ryoshi khi chơi trốn tìm là gì, nên các nhà đầu tư hãy bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thức cùng Skyverse TV. Thời gian gần đây, các thương hiệu thời trang xa xỉ liên tục có những động thái chấp nhận thanh toán sử dụng tiền mã hóa, ra mắt sản phẩm NFT như Gucci hay Balenciaga. Và ông lớn Prada cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi cho ra mắt bộ sưu tập NFT trên Ethereum của riêng mình. Theo đó, vào thứ năm tuần này, Prada sẽ tung ra bộ sưu tập bao gồm 100 NFT mang tên Time Capsule. Cụ thể, khách hàng khi mua những sản phẩm mới từ bộ sưu tập này sẽ được airdrop một NFT của sản phẩm đó. Việc này sẽ đánh dấu sự hợp tác mới nhất giữa Prada và Cassius Hirst, con trai của nghệ sĩ Damien Hirst. Các thông báo mới nhất về đợt phát hành NFT sẽ được tiết lộ trong thời gian tới thông qua một server cộng đồng mới của Prada trên Discord mang tên Prada Crypto. Tuy nhiên, đây không phải là dự án NFT đầu tiên của Prada. Trước đây, thương hiệu này đã hợp tác với Adidas để phát hành bộ sưu tập Adidas for Prada Resource vào tháng 1 trên Polygon. Chúng ta có thể thấy rằng bước đột phá mới nhất vào NFT của ông lớn thời trang Prada cùng các nhãn hàng khác đã khẳng định tầm quan trọng của blockchain. Cụ thể ở đây là việc xác thực sản phẩm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ Skyverse TV. Ngoài ra, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy gửi thông tin tới chúng tôi ở link trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại! Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.